Xin chào anh em, chào mừng em quay trở lại với kênh Thiên Nhai TV. Hôm nay mình mang đến cho anh em một trận tâm ma tại server S582. Và cái trận tâm ma này được chia sẻ bởi một người anh em, đó chính là Nguyễn Mạnh Cương. Và đội hình tâm ma chúng ta hôm nay sẽ có đó chính là Bá Đao kết hợp với Minh Giáo và Nga Mi nha anh em ơi. Và chúng ta đang xử lý một tiềm treo tại khu vực số 19 rồi. Lúc nãy anh em thấy là có một tiêu dao đã di chuyển về khu vực số 7 rồi anh em ạ. Như vậy là rất nhẹ nhàng chúng ta đã xử lý được team treo này với một Nga Mi, một Bá Đao, một Minh Giáo. Team của chúng ta sẽ rất ổn định nha anh em ơi. Và team này thì đặc biệt là chúng ta cần phải bảo kê được cho nhân vật Nga Mi của mình nha. Rồi, số đội đang giảm đi rất nhiều và hiện tại chúng ta còn 26 đội, 25 đội luôn anh em ạ. Bây giờ thì các viên mình chuẩn bị chết tài nguyên và chúng ta sẽ di chuyển về khu vực nào đây? Rồi, tài nguyên xuất hiện và chúng ta có một viên máu để dành cho anh em. Chúng ta di chuyển về khu vực số 18. Lướt vào, nhảy quý thiên liền anh em ơi. Bá Đao lao vào Nga Mi bật vòng rất đẹp. Bá Đao bật búp bự rồi, chúng ta tiếp tục chặt chặt chặt. Và Nga Mi sẽ có một cái búp về cho Bá Đao. Wow, thiên vương đã suy trì rất nhiều. Tiếp tục và chúng ta đã kết thúc luôn được cả thiên vương anh em ạ. Rồi, ổn map rồi đó anh em. Bá Đao anh em cố gắng sinh tồn sang đến vòng số 2. Chúng ta có đầy đủ các loại bí kíp trùng thì Bá Đao rất khỏe nha anh em ơi. Phải nói là Bá Đao có khả năng khắc chế rất tốt với những môn phái hệ mộc. Đặc biệt là team mình có Nga Mi nữa thì thôi, Bá Đao được chơi game rất nhiều. Bây giờ chúng ta sẽ di chuyển giữa hai khu vực để farm. Đó, 5 con lính farm, chỗ nói farm đã cực kỳ luôn anh em ạ. Tiếp tục có tài nguyên nữa rồi, nhớ nha anh em ơi, tâm ma thì chúng ta phải đi chết tài nguyên nha. Không chết tài nguyên là team của anh em thiệt thòi rất nhiều đó, một cái tấn công luôn, thơm cực kỳ. Và bây giờ có lẽ team chúng ta sẽ chuẩn bị di chuyển về khu vực số 17 rồi. Đó là con đường để anh em có thể đánh lên khu vực số 4. Và chúng ta sẽ về tới thường nhân. Bây giờ thì anh em sẽ di chuyển về khu vực nào đây? Chúng ta còn khoảng 30 giây nữa là ảo tượng xuất hiện rồi anh em ơi. Như vậy rất có khả năng là team của mình sẽ nán lại ở khu vực số 19, 18 để chúng ta farm những cái con lính tiếp theo và chúng ta chờ đợi ảo tượng xuất hiện. Như vậy anh em đang đánh khá là cẩn trọng, chúng ta không có manh động ở những giây phút đầu tiên. Rồi, không phải là khu vực số 17 mà đó là khu vực số 6, có một dương môn yếu máu, chúng ta có tiêu dao và một cái dầm tiêu dao nhảy thành công, tiếp tục khống chế Bá Đao đã bật búp bự rồi chị em anh em ạ. Như vậy là tiêu dao đã bị chúng ta kết thúc, một vỏ đạn từ khu vực số 1 di chuyển xuống. Bây giờ Nga Mi của mình đã hết búp rồi nha anh em. Bây giờ có biến là chúng ta phải rút lui. Như vậy là team của mình đã mở thành công cáo tượng và chúng ta tiếp tục di chuyển về khu vực số 1. Hy vọng là sẽ có giao tranh. Đây rồi, có team, đó chính là Dương Môn và Dương Môn đã bị chúng ta kết thúc anh em ạ. Rồi, sẵn tiện thì mình sẽ chạy về thương nhân mua đồ luôn anh em ơi. Không về thương nhân và chúng ta có một huyền thủy có quần bên này, có cả thêm một vỏ đang bạo kích nữa rồi. Rồi rồi, Nga Mi ơi, ui Nga Mi ơi, cẩn thận nào. Và một chấm máu cho Nga Mi. Cuối cùng Nga Mi cũng đã thoát thành công anh em ạ. Bá Đao vẫn còn ở lại để chiến đấu. Vỏ đen một chấm máu di chuyển thẳng về khu vực số 2 luôn. Anh em thấy vỏ đen có bạo kích, nó quẩy tìm mình khá mạnh trong tình huống vừa rồi. Rất cần cái vòng của Nga Mi ở lúc này nè mà để hồi máu cho các thành viên chúng ta. Bật búp 3 và hồi lên đây đặt vòng luôn đi anh em ơi. Như vậy là team của mình đã vượt qua được nguy hiểm rồi anh em ạ. Ôi vòng, trội bằng Nga Mi không xin nhanh. Đó, hồi máu cho các thành viên thôi, mình di chuyển về thương nhân luôn đi anh em ạ. Như vậy là cao tường cuối cùng tại khu vực số 9 cũng đã được mở rồi. Chúng ta vẫn còn 13 đội. Cuối cùng thì team của mình cũng đã hồi phục lại lượng máu rồi. Chúng ta có một thiên nhẫn không, đó là Long Quy, có cả huyền thủy vỏ đàn. Trời ơi, rồi rồi xong, Bá Đao anh em ạ. Minh Giáo đã rất tranh thủ bởi vì chúng ta cũng đã mất combo anh em ơi. Hiện tại Nga Mi đã di chuyển về khu vực số 6, Bá Đao đã chạy thẳng về khu vực số 18 nhưng mà Nga Mi của mình đã bị khống chế và không chạy được. Wow, tiếc quá, quá đáng tiếc anh em ạ.
đồ vàng đã up lên rất bất ngờ. Hiện tại thì team chúng ta đang mỗi người một nơi, đó là mục tiêu giao có quân. Mình giáo buộc lòng phải tiếp tục di chuyển. Rồi, kiểu này mình thấy khó trên bàn bá đao nha. Bá đao mà anh em chơi mà không có Nga bị búp thì thôi, rất khó chịu anh em ạ. Bởi vì trong giao tranh anh em sẽ búp bự để chúng ta đánh đúng không? Và sau khi búp bự thì mình sẽ hồi máu rất nhiều. Và anh em cần phải cố gắng sinh tồn cho đến vòng số 2 chúng ta up đầy đủ bí kíp, thì lúc đó bá đao mới hồi máu khỏe được nha anh em. Hiện tại bá đao đang có mặt tại khu vực số 1 và mình giáo chúng ta thì đang farm hồi máu. Xong những đợt lính này thì chắc là mình sẽ mở rương anh em ạ. Trời ơi, bây giờ mà mở rương còn nổ nó chứ, đúng mắt đen luôn á anh em, này gọi là xui tận mạng. Như vậy là thời gian của vòng số 1 sẽ kết thúc tại đây và hiện tại chúng ta còn 11 đội để tiếp tục bước vào vòng số 2. Mình giáo có được full bí kíp rồi, full rồi, quả tuyệt vời. Đó, mình còn được 90 xu luôn kìa anh em ạ. Rồi, chúng ta có một thiên sơn treo ở trong khu vực số 13 và các thành viên của mình đã nhanh chóng xử lý thiên sơn này. Rất may là thiên sơn vẫn chưa bật chiêu cuối nha anh em ơi. Thiên sơn bật chiêu cuối thì xóa luôn cái búp to của bá đao nữa thì quá đen. Bây giờ có lẽ là Minh Giáo sẽ di chuyển về thương nhân. Chúng ta vẫn chờ cái chiêu hủy thiên hồi mới di chuyển được nha anh em. Phải cẩn thận. Dường như là có người ở khu vực số 13. Đó là một trường ca hay võ đen hay là cung lôn đây. Rồi, đó là cung lôn anh em ạ. Bây giờ thì chúng ta tiếp tục chờ hồi kỹ năng. Rồi, bá đao hồi máu đi anh em ơi. Bây giờ thì Minh Giáo chúng ta cần phải hồi cái chiêu hủy thiên mới có thể di chuyển được về thương nhân anh em ạ. Chắc chắn trận này thì bá đao phải núp lùm thôi anh em ơi, bởi vì chúng ta vẫn còn rất đông team và nếu giao tranh liên tục xảy ra thì sẽ thiệt thòi cho bá đao rất nhiều nha, bởi vì anh em biết rồi, cái con này nó rất là tù trong tâm ma anh em ạ. Khi mà bà Ngami bà đã ra đi nữa rồi. Rất trống tại thương nhân khu vực số 4 và mình giờ chúng ta vẫn còn một quyển tăng cấp bí kíp, quá tuyệt vời, lấy luôn một phục ma thạch nữa anh em ơi. Rồi, bây giờ thì Minh Giáo sẽ gánh team bảo kê bá đao. Đó, công việc của bá đao hiện tại chỉ cần farm và farm thôi. Đó anh em nha, chú ý là mình gọi là nuôi bá đao nha anh em. Mình phải nuôi con bá đao cho nó mập mạp lên, sau đó mình đem bán, ý không, mình sẽ đem bá đao ra làm bia đỡ đạn, ấy không phải nữa. Đem bá đao ra để xử mấy con tiêu dao anh em ạ. Có những phái trong tâm ma này, những phái nó sẽ mạnh đầu game và những phái nó sẽ mạnh cuối game. Và con bá đao là một cái trường hợp sẽ mạnh ở cuối game. Và bá đao lại có quần thể kim keng. Thơm thơm, chạy thẳng về khu vực số 9 luôn. Trong này có người rồi. À đây, như là Thiên Vương. Wow, đó là team Huyền Thủy với Long Uy anh em ạ. Team đó khá mạnh nha. Bà Đào đã di chuyển về khu vực số 9. Cẩn thận, tiêu dao kéo chúng ta rồi. Đang không có hủy tiên. Lên 7 ít hay không? Không có 7 ít luôn anh em ơi. Trời, phát lướt đó mà chúng ta không kinh công thành công thì có lẽ đã bị tiêu dao xử lý rồi. Rồi, đánh giỡn nè, leo lái nè, luôn lách nè. Như vậy là tiêu dao đã không bắt được mình. May mắn cho anh em. Tình huống đó anh em thấy là Minh Giáo mình đã mất luôn cái 7 ít, không lên 7 ít. Không hồi được chiêu hủy thiên. Như vậy là trong bản đồ tâm ma chúng ta hiện tại còn 5 đội nha anh em ơi. Bá đao vẫn tiếp tục trở về cái khu nghỉ dưỡng của mình ở bên khu vực số 13. Và như vậy đã có thêm một đội nữa ra đi. Bây giờ chúng ta đang còn 4 đội. Rồi, nhặt đồ ăn. Chuẩn bị có ảo tượng. Khu vực số 3 luôn em ạ. Mình thấy là như có Huyền Thủy ở khu vực số 4. Một tiêu dao yếu máu chạy về. Đó là Thiên Vương và Long Uy. Chơi nó một cái dặm Long Uy nè. Này thì hổ báo. Đó là lý do vì sao anh em thấy mình rất là ít chơi Long Uy ở trong cái hoạt động tâm ma này nha anh em. Bởi vì mình giáo sốc đam nó rất mạnh. Thật sự rất mạnh. Long Uy chỉ cần một combo thôi là không có đường để thoát luôn anh em ơi. Mình chỉ chơi Long Uy trong cái hoạt động đó là tâm ma tuyệt địa. Bởi vì lúc đó anh em còn lên được trang bị bí kíp cao thì con Long Uy nó rất là khỏe. Và chúng ta có cả những cái vật phẩm hỗ trợ như là kim sáng dược hoặc là ẩn thân.
thì lúc đó mình chơi Long Quy mới nổi anh em ạ, chứ trong cái tầm ma này thật sự là mình không dám chơi Long Quy đâu. Bây giờ chúng ta đang còn 2 phút cho vòng số 2 và các thành viên của mình đã mở xong ảo tượng rồi. Tiếp tục chết boss, chết tài nguyên. Đây, có tiêu dao rồi, lên quy thiên luôn, lóc luôn, các kiểu nhảy. Rồi thôi, bỏ đi anh em ạ. Đánh với tiêu dao thì anh em phải chờ nó kinh công. Sau đó chúng ta mới dậm. Như vậy là trong bản đồ này chúng ta còn 4 đội và dường như là chúng ta sẽ có một thiên vương, một tiêu dao. Đây lại có quần nữa nè, rồi mắc quần chạy vòng vòng luôn. Khu vực số 3 có biển rồi, ba đào đã bật búp bự rồi nè em ơi. Đó là một huyền thủy, một tiêu dao. Có khả năng là huyền thủy đã bị chúng ta kết thúc. Wow, ba đào đã lên 7x và như vậy chúng ta còn 3 đội, như vậy là huyền thủy đã bị kết thúc rồi. Và theo suy đoán của mình hiện tại trong bản đồ này sẽ còn một tiêu dao và một thiên vương. Rồi nhẹ nhàng cho anh em, cả hai môn phái chúng ta đều khắc hệ hết em ạ. Hiện tại team chúng ta đang có tỷ lệ win rất cao cho cái trận tâm ma này. Có thể là anh em sẽ chờ tài nguyên xuất hiện nữa, mình sẽ đi chết tài nguyên một lần nữa nha. Ba đào thì cứ việc núp lùm và hồi máu. Rồi, một cái tăng kháng và mình giáo đã nhường lại cho bả đao rồi. Chúng ta tiếp tục di chuyển các khu vực khác để chế tài nguyên. Ôi, vẫn còn một huyền thủy khác tại khu vực số 9 nè anh em. Wow, huyền thủy vẫn còn sống. Rồi, kèo này sang vòng số 3 sẽ có nhiều trò để cho anh em xử lý nha. Và như vậy là thời gian của vòng số 2 đã kết thúc rồi. Chúng ta còn 3 đội, trong đó sẽ có huyền thủy với tiêu dao. Vòng này thì mình sẽ làm gì anh em? Vòng này thì mình sẽ vẫn tiếp tục đi chết tài nguyên và đi quét map thôi. Vòng này thì cứ việc đơn giản như vậy. Tại vì vừa di chuyển anh em sẽ vừa chết tài nguyên. Bà Đào đã di chuyển về khu vực số 4. Bả Đào đã giật máu tại khu vực số 1 rồi, phải nói là phải nào đó đã sốc đàm. Bả Đào rất mạnh, đó là huyền thủy này ơi. Và thiên vương có cả... Ủa, con gì ba con lẫn ta? Dậm kết thúc huyền thủy tuyệt vời. Này thì nhờ với Minh Giáo. Mình thấy là có đến 3 thành viên như vậy, đó là tiêu dao, huyền thủy là thiên vương trung tim. Bây giờ thì huyền thủy đã bị kết thúc rồi. Bà Đào chúng ta đang có mặt tại khu vực số 8 để hồi máu. Bà Đào đã di chuyển về khu vực số 7 rồi, thấy thiên vương rồi, lướt vào. Chạy đâu bạn ơi, đứng lại đây, dậm một cái không sốc đam được, chưa hồi được chiêu phần sơn. Như vậy là thiên vương đã chạy, thiên vương quay ngược trở lại rồi nè mà. Thiên vương chắc chắn sẽ chạy thẳng về khu vực số 1 hoặc số 3. Ui, tiêu dao bên này, thiên vương vẫn đang hồi máu, như vậy là tiêu dao đã thả thiên vương rồi. Tiếp tục bật búp lên nào anh em. Thiên vương đã di chuyển về khu vực số 4 và khả năng thiên vương sẽ chạm mặt với ba đao tại khu vực số 5 anh em ạ. Trận này anh em thấy là ba đao của mình hơi vất vả nha. Mình liên tục bị úp và chúng ta phải hồi máu. Rất may là chúng ta có Minh Giáo có khả năng hồi máu tốt để team của mình cơ động hơn trong vấn đề đó là chết tài nguyên và truy đuổi những team khác. Bá Đào lại tiếp tục bật búp bự rồi anh em ơi. Bá Đào vừa phát hiện tiêu dao và thiên vương chỉ còn một chấm máu thôi anh em ạ. Đuổi theo, đuổi theo. Rồi, thiên vương một chấm máu đang suy trì chạy thẳng về khu vực số 3. Thiên vương đã mất dấu một viên máu luôn. Bả Đào ơi, di chuyển về khu vực số 3 nè anh em. Từ khu vực số 5 chạy thẳng về khu vực số 3. Nhưng mà Bả Đào có lẽ đã bị úp tại khu vực số 5 rồi nè mà. Mình thấy Bả Đào đã giật máu rồi. Bả Đào chúng ta đã về thành công. Bả Đào đã có quần thể kim cang.
Thiên Vương đã hồi phục được rất nhiều máu. Thiên Vương đã bị khống chế. Chúng ta có Hủy Thiên tiếp tục là Phần Sơn, và như vậy là Thiên Vương đã bị kết thúc. Nhưng Minh Giáo của mình đã dính chiêu lốc của Tiêu Dao rất đau, và Bá Đao đang cố gắng giao tranh với Tiêu Dao tại khu vực số 8. Có lẽ là Tiêu Dao đã thoát thân rồi em ạ. Có Tiêu Dao đang hồi máu em ạ. Rồi sẵn một cái giấm Tiêu Dao không sốc tam, trời ơi tiếc quá, hai phát mà không nhảy được bạo kích nào, trời ơi. Anh em thấy con Minh Giáo nó ảo cực kỳ không em ơi, bởi vì mình thật sự là dạo gần đây mình không thích chơi Minh Giáo là vậy em ạ. Đam rất ảo, hiện tại Tiêu Dao đang cố gắng hồi máu, Tiêu Dao lại tiếp tục chạy, chúng ta lại chuẩn bị hồi Phần Sơn, Tiêu Dao đã lên ngựa thành công rồi. Quá đáng tiếc anh em ạ, quá đáng tiếc trong tình huống vừa rồi. Ăn một cái Hủy Thiên và cả một cái Phần Sơn, mà trong khi đó Tiêu Dao chỉ còn khoảng 30% máu mà chúng ta không kết thúc được. Rất ảo nha anh em. Đây lại tiếp tục phát hiện, lướt vào cậu nẻ và Tiêu Dao đã hồi phục lượng máu rồi. Dậm luôn anh em ơi, không sốc đam được. Chúng ta có Bá Đao bên này, Bá Đao đã bật được chiêu Nghịch Huyết. Minh Giáo của mình đang cố gắng hồi máu. Tiêu Dao lại tiếp tục chạy. Tiêu Dao đã di chuyển về khu vực số 6 rồi. Mình rất là ức chế cái con Minh Giáo này trong tâm ma. Nhiều lúc có những anh em dậm mình sốc đam rất đau anh em ạ. Sốc đam rất đau, nhưng khi mình sử dụng lại những chiêu này thì lại không nổ đam. Hiện tại Bá Đao chúng ta đang cố gắng đuổi theo Tiêu Dao. Đây rồi, Bá Đao đã di chuyển về khu vực số 6, nhưng mà chúng ta không thấy bóng dáng của Tiêu Dao đâu cả anh em ơi. Như vậy là các thành viên của mình đã quyết định mở hai cái ảo tượng ở khu vực số 7 và số 6. Ảo tượng đã được mở thành công và chúng ta tiếp tục đuổi theo Tiêu Dao. Vẫn còn khu vực số 2 nha anh em. Đấy rồi, Tiêu Dao một chấm máu, trời ơi, không lo hồi máu mà lo thêm mở ảo tượng. Bá Đao đang cố gắng đuổi theo Tiêu Dao, bây giờ thì Bá Đao đã rất bá rồi, bởi vì chúng ta được tăng kháng, tăng giáp, tăng các kiểu thì Tiêu Dao rất khó sốc đam được Bá Đao. Và như vậy là trận tâm ma đã kết thúc rồi anh em ơi, quá tuyệt vời. Một trận tâm ma với sự xuất hiện của vùng phái Bá Đao và anh em vẫn còn sống cho đến vòng cuối cùng. Và nếu như anh em yêu quý trận tâm ma này, hãy cho mình xin một like nha. Và đừng quên đăng ký kênh của mình để theo dõi những video tiếp theo. Mình xin chào và hẹn gặp lại anh em những video sau.